Tại sao lại có quan niệm về việc ăn gì nghe gì mặc gì lối sống lại phân biệt ra đẳng cấp của mỗi người, mỗi thành phần xã hội? Ví dụ như, uh, tôi không nhớ là câu hỏi này đợt trước sư có trả lời chưa? Uh, ví dụ như việc nghe nhạc cổ điển là đẳng cấp hơn việc nghe thấy nhạc khác hay ăn chay là đạo đức hơn việc ăn mặn, mặc đồ sụt, đồ vét lại đẳng cấp hơn việc mặc quần đùi áo ba lỗ. Đọc sách này thì thông thái hơn đọc sách khác. Có phải đây là ý tưởng văn hóa áp đặt bởi phương Tây? Vậy liệu suy nghĩ ý niệm như vậy có chính xác không? Do duy nghiệp gì mà hình thành nên những quan niệm như vậy? Trong kinh. Đức Phật có nói gì về việc lối sống và mối liên hệ với đẳng cấp không? Tại sao trong Nơi... à... cái câu số 3 hình như là nó nằm ở cái phạm trù khác? sẽ trả lời hai câu đầu trước nhé. À... Thì xin thưa với quý vị nếu như mà chúng ta đòi phải có cái sự phân biệt uh, cao thấp ừ? tức là thô thiển và thấp kém hơn uh, cái người như thế này thì họ sẽ uh, thấp kém hơn cái người như thế khác thì uh, ở trong kinh tạng ấy, nó chia ra như thế này thứ nhất là cái sự hưởng dục cái sự hưởng dục nó có chia làm nhiều cấp độ Và cái sự hưởng dục mà thô thiển ấy, Thì nó thấp kém hơn là sự hưởng dục nhẹ nhàng à, Ví dụ như à, Chúng sanh loài người à, Và loài thú à, Loài người và loài thú Thì à, Hưởng dục Thì um, vì thấy là loài thú nó nó hưởng dục nó thô thiển hơn loài người mà chư thiên uh, lên tới cõi đau lợi thì chư thiên uh, nam nữ uh, vẫn sinh hoạt như cõi người nhưng mà qua khỏi cõi đau lợi rồi đó thì uh, chư thiên cũng cõi dục á uh, nhưng mà họ không còn sinh hoạt nam nữ như cõi người nữa uh, ví dụ như lên thêm một cõi À, như là cõi dạ ma thì à, nam nữ họ chỉ à, ôm hôn nhau là xong rồi tới đó thôi chứ họ không đi à, xa hơn nữa rồi lên tới cổ đau xuất thì à, nam nữ thì chỉ à, à, chạm nhau thôi chạm nhau thôi nắm tay nhau đủ rồi đấy rồi lên tới nữa lên tới cõi mà tha hóa tự tại thì nam nữ chỉ Uh, nhìn bằng cái cặp mắt ái nhiễm là hết rồi. Tức là cái sự hưởng dục đó, nó càng thô thiển thì nó sẽ thấp kém hơn sự hưởng dục nhẹ nhàng. Uh, hoặc ví dụ như cái người cũng là ăn, uh, cái người ăn mà cái người mà phàm ăn uh, tức là cái gì cũng ăn, cái gì cũng ăn. À, mình gọi là phàm ăn tục uống cái kiểu như là chưa bắt giới ha, cái gì cũng cứ nhét tọng hết vô họng bất kể thì nó sẽ thô thiển à, hơn cái người ăn từ tốn ăn từ tốn mà ăn không phải là cái Cái kiểu mà ăn tạp không phải ăn tạp bà cái gì cũng ăn ừ. à, cho nên là cái sự hưởng dục đó, nó càng thô thiển thì nó càng thấp kém rồi um, như cái cách biểu hiện cách biểu hiện của các cái dục cũng vậy tức là cách biểu hiện của các cái ô nhiễm cách biểu hiện ra nó càng uh, thô thiển thì nó càng thấp kém ví dụ quý vị tiếp xúc với những người uh, mà họ thô thiển dụ, thường hay văn tục uh, thường hay nói chuyện um, cọc lóc hoặc là uh, không có suy nghĩ thì những người như vậy đó thì thô thiển hơn những người mà nói chuyện có suy nghĩ mặc dù họ cũng còn tham cũng còn sân nhưng mà cái cách biểu hiện của họ đó nó không thô thiển bằng cái người kia cho nên đó, là cái người mà cái cách biểu hiện các cái ô nhiễm của họ đó nó càng thô thiển thì nó sẽ thấp kém hơn cái người uh, nhẹ nhàng rồi một cái cấp phân biệt nữa đó là cái việc mình đầu tư vào cái các cái dục á, nó càng nhiều thì càng thấp kém. Tức là gì? Ví dụ như cái chuyện ăn, nha. Ờ, mình quý vị quay trở lại cái ví dụ trước á, mình cứ nghĩ là cái chuyện um, phàm ăn tục uống á, thì nó thô thiển, nó thấp kém đã đành rồi. Mà đừng có nghĩ những người mà đầu tư cho cái chuyện ăn uống á thì quý vị nghĩ họ thanh cao thực tế không phải. Mà cái sự đầu tư của mình nó càng nhiều á thì nó càng thấp kém bởi vì sao? Bởi vì khi mình đầu tư vào các dục nhiều á thì cái sự hưởng dục, cái dục á nó đầu nó sẽ càng lớn. Thì chính bởi vì như vậy đó, nó sẽ càng thấp kém hơn. À, ví dụ như một người à, muốn làm một cái món ăn họ phải làm năm bảy món rồi chế biến từng món chế biến như thế nào đó để cho thành một cái món ăn tinh vi hoa mỹ à, đủ cả sắc cả hương cả vị thì có nghĩa là họ đầu tư cho cái món đó nó càng nhiều thì nó càng thấp kém hơn cái người ít đầu tư cái người ít đầu tư ở đây đó, quý vị nên hiểu là cái người ly dục tức là cái người ít dục ít ham muốn cái người mà càng đầu tư cho cái việc ăn nhiều á, thì họ sẽ thấp kém hơn cái người cái kiểu ly tham tức là ăn sao cũng được họ không phải ăn tạp họ nằm ở giữa nha họ nằm ở giữa họ không phải ăn tạp mà họ cũng không phải thuộc cái dạng mà cố kiếm tìm đầu tư cho một cái món ăn. Họ nằm ở giữa, tức là có cái gì ăn cái đó. Ăn chỉ để no, ăn chỉ để nuôi sống, ăn chỉ để có sức khỏe để làm việc, nuôi cha mẹ, nuôi gia đình. À, còn nếu như là người tu thì ăn để có sức khỏe để tu tập giải thoát tức là nếu như quý vị hiểu á thì nó giống như là một cái biểu đồ mà parabol ha lên xuống rồi lên thì một bên á là cái anh hưởng dục mà cái kiểu tạp tức là cái gì ảnh cũng lấy hết cái gì ảnh cũng lấy cái gì ảnh cũng hưởng hết ảnh không phân biệt cái gì ảnh cũng ơn bằng người thì nó thuộc dạng thô thiển thì nó sẽ thấp kém cái cái đỉnh thứ hai tức là cái sự đầu tư vào các dục á đầu tư càng nhiều đầu tư càng nhiều mình nghĩ là cái sự đầu tư đó nó sẽ làm cho mình thanh cao làm cho mình cao cấp lập cho mình cao thượng nhưng không mình đầu tư cho nó càng nhiều á thì mình lại càng thấp kém mà cái người ở cái thung lũng ở dưới á tức là cái người ly dục á cái người ly dục á họ là người cao thượng hơn nha cho nên chúng ta phải tránh hai cái cực đoan Ừ. À, và quý vị nhớ chúng ta phải phân biệt là cái sự ly dục tức là mình không có ham muốn hưởng thụ các cái dục lạc nó khác với cái việc là mình không có để mà mình hưởng thụ và mình sống trong cái sự thèm khát một người họ vì họ từ chối họ từ chối hưởng dục cho nên họ sống trong cái cảnh không có tài sản thì nó khác với cái người nghèo à, họ không có điều kiện không có khả năng uh, kiếm tiền và họ sống nghèo hai cái đối tượng này khác nhau à, tại sao sẽ nói tại sao À, cũng sống nhờ cái lòng tốt bố thí của quý vị. Mà quý vị à, gặp mấy cục đồng tiền của quý vị cho mấy anh ăn xin ở ngoài đường nó khác, còn cái đồng tiền đó mà quý vị cúng dường cho các sư nó khác. Thấy chưa? Cho nên cái sự ly dục á nó khác với cái chuyện là mình không có không hưởng được các dục và mình sống trong sự thẹp các các dục nha. À, cho nên nếu mà quý vị hỏi về cái sự đẳng cấp, hỏi về cái sự đẳng cấp thì nếu đẳng cấp được phân phân tích như vậy, chứ không phải là cái kiểu ăn mặc như thế này thì nó sẽ đẳng cấp hơn. Xin thưa với con mắt của chánh pháp thì mấy cái chuyện đó không lại gì hết trơn. và nói à, nói cái này thì quý vị sẽ thấy nó hơi kỳ đó là khi mà mình thấy rằng á khi mà mình thấy rằng là mình ăn mặc như thế này á là nó sẽ đẳng cấp hơn ừ? à, rồi mình ăn cái kiểu này nó sẽ cao cấp hơn ăn cái kiểu khác mình mặc cái kiểu này nó sẽ cao cấp hơn mặc cái kiểu khác mình nghe nhạc cái này nó sẽ cao cấp hơn nghe nhạc cái kiểu khác thì đó là cái cái nhìn chưa có đúng à, cái nhìn chưa có đúng pali gọi là mitchadip thí tức là cái nhìn sai lầm mà các ngài dịch á, là tà kiến à, tức là cái nhìn chưa có đúng đắn à, Rồi.